Và quay trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin cho biết có ít nhất 29 người chết và mất tích do bão số 9. Bão số 9 tên quốc tế là Molay sau khi đổ bộ vào đất liền các địa phương từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Tính đến 4 giờ chiều ngày 28 tháng 10 đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 26 thuyền viên trên 2 chiếc tàu đánh cá bị đắm đã mất tích. Tin nhận báo cáo sơ bộ từ Ban chỉ đạo ứng phó bão số 9 cho biết có 56.000 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 53.000 căn ở tỉnh Quảng Ngãi. Bão số 9 cũng gây hư hỏng đường dây điện, khiến khu vực Nam Trung Bộ bị mất điện với khoảng 1.7 triệu người dân bị tác động. Trung tâm Dự báo Khí tượng vào chiều ngày 28 tháng 10 cho biết mực nước lũ trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến Bình Định, Gia Lai, Kon Tum hiện đang lên. Trong thời gian 12 giờ tới thì lũ trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị có thể lên trên mức báo động 2. Lũ sông Vu Gia ở Quảng Nam và sông Trà Khúc, sông Vệ ở Quảng Ngãi trên mức báo động 3. Lũ sông Đắk Pla ở Kon Tum có thể trên mức báo động 3 và khoảng 2 mét. Mưa lũ khiến sạt lở đất, 46 người mất tích, 7 người bị thiệt mạng. Thưa quý vị, tối 28 tháng 10 thì lãnh đạo của huyện Nam Trà My cho hay một vụ sạt lở đất đã xảy ra vào chiều cùng ngày ở thôn 1, xã Trà Len, khiến cho 45 người được coi là bị mất tích. Đường từ trung tâm huyện Nam Trà My đến xã Trà Len khoảng 25 km đang bị chia cắt do ảnh hưởng của bão Molay. Nhiều điểm sạt lở ở trong khi trời tiếp tục mưa to và gây khó khăn cho công tác cứu nạn. Vụ sạt lở đất xảy ra một vụ khác vào lúc 15:30 ở xã Trà Vân khiến cho 8 người bị vùi lấp. Vào tối cùng ngày thì lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể, còn một người vẫn được coi là bị mất tích. Xã Trà Len và xã Trà Vân cùng ở huyện miền núi Nam Trà My cách nhau 45 km. Giao thông khó khăn, địa hình phức tạp, chủ yếu là gò đồi xen với lại ruộng bậc thang. Bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên kể từ sáng nay với sức gió mạnh nhất cấp 12, tức là khoảng 133 km một giờ. Bão gây mưa lớn, gió giật khiến cho hàng loạt cây xanh ngã đổ, hàng ngàn nhà cửa và công trình bị tốc mái. Việt Nam cần có ngàn ngàn tỷ đồng để sửa đường sau mưa lũ. Ngày 28 tháng 10, ông Lê Hoàng Minh, giới chức Bộ Giao thông Vận tải cho biết các tuyến quốc lộ qua 5 tỉnh miền Trung như là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam do Bộ Giao thông Vận tải quản lý được dọn dẹp để bảo đảm thông đường với kinh phí khoảng là 650 tỷ đồng. Bước 2 thì công ty thi công sẽ kiên cố hóa với chi phí hơn 1.000 tỷ đồng. Kinh phí sửa chữa đường trước mắt khoảng 200 tỷ đồng được Bộ Giao thông Vận tải trích từ nguồn vốn kinh tế đường bộ năm 2020 và báo cáo chính phủ xem xét cấp thêm cho ngành. Cả tuyến đường do địa phương quản lý đã được thực hiện bước 1 với chi phí xấp xỉ 700 tỷ đồng. Kinh phí sửa chữa bước 2 hiện đã được lên kế hoạch. Và ngoài ra, các tuyến đường cấp xã, huyện có quy mô nhỏ, đường thấp, ngầm trong nước nhiều ngày cũng phải được sửa chữa lại. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo chuẩn bị sang thăm Việt Nam. Thưa quý vị, chiều 28 tháng 10, thì Bộ Ngoại giao của Việt Nam ra thông báo cho biết rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm Việt Nam kể từ ngày 29 cho tới ngày 30 tháng 10 để kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Pompeo hiện đang ở Ấn Độ và dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp ở tại Indonesia vào ngày 29 tháng 10. Và trong thời điểm này, thì Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng cho biết là tập đoàn AES của Mỹ dự định sẽ ký thỏa thuận trị giá 2.8 tỷ Mỹ Kim đối với lại PetroVietnam Gas để xây dựng cảng nhập cảng nhiên liệu khí hóa lỏng viết tắt là LNG và một nhà máy điện khí ở tại Việt Nam. Ông Pompeo cho biết thêm, thỏa thuận này sẽ mở ra cánh cửa nhập cảng nhiên liệu khí hóa lỏng trị giá hàng tỷ Mỹ Kim từ Mỹ vào Việt Nam mỗi năm, đồng thời miêu tả đây là một điều mà đôi bên cùng có lợi. Việt Nam đã xây dựng nhiều nhà máy điện dùng khí hóa lỏng với nhà máy đầu tiên sẽ đi vào hoạt động kể từ năm 2023. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết Ngoại trưởng Nga tuyên bố tự cách ly. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov vào thứ Ba 27 tháng 10 cho biết ông sẽ tự cách ly và làm việc từ nhà sau khi vô tình tiếp xúc với một người lây nhiễm coronavirus. Hãng thông tấn TASS dẫn lời một nguồn tin từ phía chính phủ nói rằng tính đến nay Ngoại trưởng Lavrov vẫn chưa có bất kỳ biểu hiện nghiêm trọng như khó thở hay sốt cao. Vì mục đích an toàn nên tất cả các cuộc họp và chuyến đi của ông đều đã bị trì hoãn. Giới chức trách cũng đang tìm kiếm những người đã từng tiếp xúc với Ngoại trưởng Nga. Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là Kim Kardashian bị chỉ trích bởi vì tiệc sinh nhật xa hoa. Theo đài NBC, thì Kim Kardashian đã bị nhiều người phản ứng sau khi mà chia sẻ loạt ảnh tiệc sinh nhật của cô trên mạng xã hội hôm 27 tháng 10.
Ngôi sao truyền hình bước sang tuổi 40 hồi tuần trước, tổ chức tiệc ở bar, sau đó tới một hòn đảo tư nhân để tiếp tục ăn mừng. Kim viết trên Twitter rằng, sau 2 tuần kiểm tra sức khỏe liên tục và yêu cầu khách mời tự cách ly, và tôi cùng người thân du lịch đảo để tất cả có thể tận hưởng những khoảnh khắc bình thường một cách ngắn ngủi. Theo Guardian, thì một trào lưu chế ảnh về tiệc sinh nhật của Kim Kardashian thịnh hành trên Twitter. Một số dùng các cảnh trong phim Parasite, Game of Thrones hay là Midsommar để mà châm biếm khoảng cách bình thường mà Kim nhắc đến. Vừa rồi là chương trình tin tức buổi tối. Kiều Trâm và Quang Trương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Và cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào tạm biệt.